Chào mừng quý vị đã đến với bản tin FBNC tối nay. Trước hết sẽ là phần 1 của bản tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phương án khai thác của PVN trong năm 2015 sẽ tùy thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới. Trần lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp được điều chỉnh giảm 0,5% một năm từ 1 tháng 1 2015. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, EVN cho biết việc giảm giá dầu không tác động nhiều đến giá bán điện. Thưa quý vị, liên quan đến đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tập đoàn này vừa cho biết Bộ Công Thương đã trả lời tập đoàn này sẽ điều chỉnh nếu giá thành đầu vào điện tăng từ 7 đến 10%. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn này cho biết sẽ không điều chỉnh trước Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Theo EVN, Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất tăng giá bán lẻ điện trong nước. Theo bộ này, EVN chỉ được tăng giá điện khi các chi phí đầu vào tăng từ 7 đến 10%, nhưng nếu chi phí giảm, giá điện cũng phải điều chỉnh giảm. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, giá thành điện trong năm 2015 sẽ được tính toàn bộ chu kỳ giá nguyên liệu đầu vào từ thời điểm tăng giá điện gần nhất, tức là 1 tháng 8 năm 2013. Trả lời câu hỏi về tác động của việc giảm giá dầu, đại diện EVN cho biết giá dầu giảm không ảnh hưởng nhiều đến giá bán điện, do việc này chỉ có lợi cho một số ít nhà máy điện chạy dầu hoặc nguyên liệu tính theo dầu thế giới. Nhưng theo năm vừa qua, giá mua điện của các nguồn điện chạy than và khí đã được điều chỉnh tăng theo lộ trình của chính phủ. Ngoài ra, tập đoàn này còn đang lỗ hơn 8.800 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá. Trong buổi công bố kết quả kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiều qua, Chủ tịch PVN ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết sẽ theo dõi sát sao giá dầu trong năm 2015 để có phương án khai thác phù hợp. Ông Nguyễn Xuân Sơn nhận định giá dầu sẽ khó dự đoán trong năm 2015, có khả năng sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ không khiến PVN có thay đổi lớn trong chiến lược sản xuất và khai thác dầu khí. Theo ông Sơn, giá dầu dao động chỉ xảy ra ở một thời điểm không dài, trong khi các dự án khai thác và sản xuất dầu khí phải tính đến đầu tư dài hạn. PVN cho biết giá dầu giảm hiện có làm giảm doanh thu nhưng ngân sách nhà nước không giảm tương ứng vì có khả năng những khoản thu khác sẽ tăng nhờ giá dầu giảm. Chỉ khi giá giảm dưới 60 đô la một thùng mới có ảnh hưởng nhiều. Tại buổi họp báo trả lời cho câu hỏi liệu PVN có tính chuyện mua lại các mỏ khai thác dầu trong lúc giá đang tốt hay không, PVN cho biết nếu có cơ hội sẽ mua nhưng xác nhận chưa có kế hoạch cho việc thu mua này. Tổng doanh thu của tập đoàn PVN trong năm 2014 là trên 750.000 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm, nộp ngân sách trên 179.000 tỷ đồng, vượt hơn 37.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Thưa quý vị, chính phủ vừa quyết định miễn thị thực cho công dân 7 nước khi nhập cảnh vào Việt Nam, miễn là có thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày. Chính sách này được áp dụng trong 5 năm, từ năm 2015 đến năm 2019. Từ đầu năm 2015 đến hết năm 2019, Việt Nam sẽ áp dụng miễn chính sách thị thực cho công dân đến từ 7 quốc gia, gồm Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Điều kiện để được miễn thị thực là du khách các nước trên có thời gian tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ khi nhập cảnh. Hiện tại Việt Nam cũng đang miễn thị thực cho công dân các nước ASEAN nếu có thời gian lưu trú trong vòng 30 ngày. Riêng công dân từ Brunei cũng được miễn thị thực nhưng chỉ trong thời hạn lưu trú là 14 ngày. Thống kê cho thấy, du khách đến Việt Nam thường có mức chi tiêu dao động từ khoảng 1.200 đô la đến 2.500 đô la. Đây là nguồn doanh thu cho nhiều ngành như du lịch, vận tải, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Thưa quý vị, có thể nói năm 2014 là một năm mà thị trường vàng yên ả nhất trong 5 năm qua. Cả hai phía cung và cầu đều khá ổn định về lượng giao dịch. Dù vẫn còn chênh lệch lớn với giá thế giới, nhưng tính đến cuối năm 2014, thị trường vàng xem như không có nhiều biến động so với thời điểm đầu năm. Năm 2014 vừa qua, thị trường vàng vật chất trong nước được xem là có một năm lặn sóng. Tính cả năm, vàng chỉ tăng giá khoảng 150.000 đồng một lượng. Mức giá thấp nhất cũng chính là ngày giao dịch đầu tiên của năm 2014. Còn mức giá cao nhất trong năm nay được ghi nhận là vào ngày 20 tháng 5, khi vàng SJC được mua bán ở mức từ 37 đến 37,15 triệu đồng một lượng. Đây cũng là giai đoạn giá vàng leo dốc nhanh nhất trong năm qua. Trong chỉ khoảng chục ngày, giá vàng đã tăng 1,7 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, năm 2014 cũng là năm vàng có biên độ dao động nhỏ nhất kể từ năm 2010, bởi trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, mỗi năm giá vàng có thể tăng giảm từ 5,5 đến 12,5 triệu đồng một lượng.
Điểm đáng chú ý là khoảng cách mua vào bán ra năm 2014 vừa qua liên tục giãn rộng, từ mức 80.000 đến 300.000 đồng một lượng. Thời điểm thị trường ghi nhận giá vàng trong nước chênh lệch lớn nhất so với thế giới là vào ngày 6 tháng 11 và vào đầu tháng 12, khi mà giá vàng trong nước cao hơn thế giới gần 5,5 triệu đồng một lượng. Vào năm 2013 trước đó, giá vàng trong nước đã có lúc cao hơn thế giới 6,3 triệu đồng một lượng. Và chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay sẽ là con số 43.000 tỷ đồng. Đây là số tiền ngân sách có thể bị hụt thu nếu giá dầu trung bình ở mức 60 đô la một thùng, theo Ủy ban Giám sát Tài chính. Trong báo cáo tình hình kinh tế năm 2014 và triển vọng năm 2015 vừa công bố, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết với dự báo giá dầu như trên, thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô sẽ hụt 37.000 tỷ đồng so với dự toán và sẽ hụt thêm 6.000 tỷ đồng từ các mức thuế và phí nhập khẩu xăng dầu với giả định các mức thuế, phí này giữ nguyên như đầu năm 2014. Như vậy, tổng mức hụt thu ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu và thuế, phí nhập khẩu xăng dầu là 43.000 tỷ đồng, gần bằng 5% tổng thu ngân sách năm 2015. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định lạc quan là nếu giá dầu thế giới giảm 33% và giả định xăng dầu trong nước giảm tương ứng thì giá thành sản phẩm sản xuất trong nước sẽ giảm 3%, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong nước. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 1 năm 2015, Việt Nam sẽ có bộ chỉ số đo lường biến động của thị trường trái phiếu chính phủ tại sàn chứng khoán Hà Nội. Bộ chỉ số này sẽ cung cấp thêm cho nhà đầu tư một công cụ tham khảo để so sánh hiệu quả đầu tư với các kênh đầu tư khác. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2015 tới đây, thị trường trái phiếu sẽ có thêm bộ chỉ số để đo lường biến động. Đây là bộ chỉ số được xây dựng dựa trên trái phiếu kho bạc, loại đang chiếm 71% giá trị niêm yết của trái phiếu chính phủ trên toàn thị trường. Bộ chỉ số trái phiếu gồm nhiều chỉ số thành phần như chỉ số trái phiếu tổng hợp và các chỉ số trái phiếu theo kỳ hạn khác nhau. Với bộ chỉ số trên, nhà đầu tư có thể nhìn thấy sự biến động của giá trái phiếu dưới tác động của các yếu tố như lãi suất hay tình hình kinh tế vĩ mô. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể thông qua bộ chỉ số này để so sánh mức độ hấp dẫn của thị trường trái phiếu Việt Nam với các thị trường trái phiếu khác. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán đã khép lại phiên giao dịch cuối năm 2014 đầy cảm xúc cho giới đầu tư. Niềm tin về khả năng hồi phục của thị trường đã trở lại với nhiều người, với sắc xanh tràn ngập trên hai sàn, lực cầu giải ngân tăng tốc dần cho thấy kỳ vọng cho những phiên tăng sắp tới là hoàn toàn khả thi. Nối tiếp đà tăng của phiên liền trước thì chỉ số VN Index vẫn duy trì được sắc xanh ngay từ đầu phiên. Các cổ phiếu đầu cơ dòng bất động sản tỏ ra thu hút các nhà đầu tư với xu thế tăng chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán cũng có diễn biến tích cực hơn đã góp phần giúp cho thị trường trở nên sôi động. Đà tăng của chỉ số sàn HOSE vô cùng vững chắc vào phiên buổi chiều trước lực cầu giá xanh mạnh mẽ. Tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư đã trở lại đẩy hàng loạt cổ phiếu tăng giá. Với diễn biến của phiên giao dịch cuối năm 2014, nhiều người đã bắt đầu kỳ vọng vào giai đoạn khởi sắc hơn trong năm 2015 của thị trường. Khép phiên thì VN Index tăng được hơn 8 điểm, thanh khoản đạt gần 2.000 tỷ đồng, tương đương với 123 triệu đơn vị. Cùng với xu thế của sàn thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ số HNX Index cũng đã tăng tốc mạnh mẽ trong phiên buổi chiều. Tốc độ giải ngân của các nhà đầu tư tăng dần, giúp cho sắc xanh tràn ngập trên sàn Hà Nội. Xu thế kịch trần đã trở lại, nhiều mã chứng khoán trong đó có BVX của xây lắp dầu khí hay là SCR của Sacomreal. Chốt phiên thì HNX Index tăng gần 2,6% lên mốc 82,98 điểm, khối lượng giao dịch gần 66 triệu đơn vị, ứng với 790 tỷ đồng. Vừa rồi là phần 1 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương án thu phí xe máy từ 1 tháng 1/2015. Doanh nghiệp đề xuất tăng hiệu quả của việc tham vấn trong các đàm phán thương mại.